Dylan White nói Tyson Fury lừa bịp. Dylan White thẳng thừng đả kích nhà vô địch WBC Tyson Fury vì hành động trì hoãn cuộc so găng lần 3 cùng Deontay Wilder mới đây. White cho rằng Fury đang làm chủ tiến trình của trận đấu tranh đai WBC hạng nặng bằng những sắp đặt của bản thân. Theo lịch trình được sắp xếp, vua Gipsy sẽ bảo vệ danh hiệu của mình trước Wilder vào ngày 24 tháng 7 tại Las Vegas. Tuy nhiên vào tuần trước, ngôi sao người Anh đã có xét nghiệm dương tính với COVID-19, qua đó khiến cho toàn bộ sự kiện nói trên hoãn lại. Thời điểm mới được xác nhận công bố là ngày 9 tháng 10. Gần đây, nhiều tranh cãi đã nổ ra trên mạng xã hội khi một số bức ảnh của Fury trộn lẫn trong đám đông được phát tán. Và theo cảm nhận của White, Fury đã không hài lòng với số vé bán được trong trận đấu giữa mình cùng Wilder, nên tay đấm bất bại này đã chủ động rút lui. White nói, Fury biết rằng trận đấu này đang chết dần và đã bỏ cuộc. Họ không thể cho không vé bởi những người Anh không thể di chuyển sang Mỹ và không có công ty truyền thông nào quan tâm đến trận đấu vào 5 giờ sáng với một kẻ đã bị đánh bại. Tiền là tất cả với Fury. Con số 7 triệu bảng mà Fury định quyên góp từ thiện sau trận đấu đầu tiên với Wilder ở đâu rồi? Fury toàn nói lời rác rưởi và đáng buồn là mọi người lại bị lừa. Fury đã thao túng toàn bộ làng quyền Anh hạng nặng thế giới và môn thể thao này đang gặp khó vì điều đó. Trận đấu Fury Joshua không thể diễn ra là một cú lừa đối với fan hâm mộ. Họ chỉ thấy trận đấu không được tiến hành mà không biết rằng những người trong cuộc nói dối họ để đấu với những tên kém cỏi. Fury là một gã kinh tởm và kỹ năng giỏi nhất của anh ta là lừa bịp dư luận. Vì cuối cùng họ luôn tiếc nuối thay anh ta. Lúc này boxing là một trò hề. Những môn thể thao khác đã chú ý đến vì Fury đang thao túng 2-3 trận đấu lớn nhất trong tay mình. Với tư cách là nhà vô địch tạm quyền WBC, White tin rằng bản thân nên được thăng cấp để thay thế vị trí của Fury. Nếu Fury thượng đài vào tháng 10, như vậy anh ta đã ở ngoài sàn đấu, không bảo vệ danh hiệu trong 20 tháng, gần 2 năm. Đó là một tội ác. Anh ta đã đùa giỡn với tôi về việc bảo vệ đai WBC, rồi lại biến Joshua thành trò cười trong trận đấu thống nhất danh hiệu. Giờ đây, Wilder trở thành một nạn nhân khác. White chia sẻ với The Sun. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Dylan White cho rằng mình là giải pháp để đấu với Deontay Wilder. Dylan White cho rằng WBC nên biến anh trở thành nhà vô địch chính thức để đấu với Deontay Wilder, thay vì phải chờ đợi Tyson Fury. Hiện tại, Fury là chủ nhân của danh hiệu WBC hạng nặng, trong khi Wilder là nhà vô địch tạm quyền, người sẽ được ưu tiên thách đấu với Fury. Dù thế mới đây, tay đấm gốc Jamaica đã yêu cầu những người cầm quyền hãy biến anh trở thành nhà vô địch chính thức khi Fury không thể bảo vệ danh hiệu trước Wilder vì dính COVID-19. White nhắc lại rằng trước đây WBC cũng có hành động tương tự khi thay đổi chức danh của Vitaly Klitschko, qua đó cho phép Benjamin Steinbrenner và Chris Areola tranh đai vô địch. Steinbrenner thắng trận, giành được danh hiệu tạm thời bỏ trống, nhưng vào đầu năm 2015, tay đấm này đã đánh mất nó vào tay Wilder, mở ra sự thống trị kéo dài 5 năm của anh ta cơ sắt. Đây là lý do vì sao họ có một nhà vô địch tạm quyền. Khi những tình huống như thế này xảy ra, nhà vô địch thực sự sẽ bị thương, không thể thi đấu hay bất cứ lý do gì khiến bản thân không thể bảo vệ danh hiệu. Lúc đó nhà vô địch tạm quyền sẽ thay thế. Wilder trở thành nhà vô địch lần đầu tiên theo cách đó. Klitschko không thể thượng đài vì phải tranh chức thị trường. Họ biến anh ta trở thành nhà vô địch Emeritus, để rồi Steinbrenner đấu với Areola, sau đó là Wilder. Hãy biến tôi trở thành nhà vô địch chính thức. Tôi sẽ so găng cùng Wilder với tư cách là nhà vô địch WBC. Người thắng sẽ đấu với Tyson Fury, rồi người thắng trận sẽ thống nhất danh hiệu cùng Anthony Joshua. Đó là cách giải quyết mọi vấn đề chỉ với một hành động. Dylan White vốn đã chờ đợi trận tranh đai WBC hạng nặng từ lâu, và mặc dù được xếp hạng một trong hơn 1.000 ngày, trải qua hai trận đấu gay cấn với Alexander Povetkin, nhưng anh vẫn chưa có cơ hội của mình. White khẳng định trên Sky Sports, tôi phải là nhà vô địch thế giới, đó là cách duy nhất để Wilder đấu với tôi. Nếu WBC để tôi trở thành nhà vô địch, rồi yêu cầu Wilder tranh đai cùng tôi, chúng tôi có thể so tài. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.
cú đấm mạnh nhất quyền Anh, Mike Tyson, Joshua, Klitschko chưa phải số 1. Có rất nhiều cuộc tranh luận sôi nổi quanh câu hỏi ai là tay đấm hạng nặng mạnh mẽ nhất mọi thời đại, và mọi người đều nghĩ Mike Tyson chính là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu ấy. Tuy nhiên cả Mike Tyson lẫn người hâm mộ đều bất ngờ với danh sách này. LF Sport đã sử dụng số liệu thống kê của tất cả các võ sĩ hạng nặng và đưa ra danh sách 10 tay đấm mạnh nhất do WBC công bố. Đáng chú ý trong danh sách này không có gã hề Tyson Fury, người từng hạ bệ tiến sĩ búa thép Vladimir Klitschko và cả Deontay Wilder. Đứng ở vị trí thứ 10 đến thứ 6 lần lượt là Rick Bowyer, Leonard Lewis, Joe Frazier, Habib Haye và Vladimir Klitschko. Vị trí số 5, George Foreman. Foreman là người đầu tiên đánh bại Joe Frazier vào năm 1973, qua đó lần đầu tiên trở thành nhà vô địch hạng nặng thế giới. Thất bại đầu tiên trong sự nghiệp của huyền thoại nước Mỹ là trước Muhammad Ali trong trận đấu siêu kinh điển Rumble in Jungle, và ông chính thức giải nghệ 3 năm sau đó vào năm 1977. Tuy nhiên Foreman đã gây bất ngờ khi trở lại ở tuổi 45 vào năm 1994 và giành chiếc vô địch WBA và IBF, giúp ông trở thành nhà vô địch hạng nặng già nhất trong lịch sử quyền Anh. Nhưng đáng tiếc Foreman chưa từng so tài cùng Mike Tyson trong sự nghiệp. 4. Anthony Joshua là một trong những võ sĩ thống trị kỷ nguyên quyền Anh hạng nặng hiện đại. Joshua đã làm nên tên tuổi của mình khi giành huy chương vàng cho Vương quốc Anh tại Thế vận hội 2012. Anh đã đánh bại Charles Martin để giành chiếc đai vô địch IBF vào năm 2016, trước khi đánh bại Vladimir Klitschko vào năm sau trong trận thống nhất danh hiệu WBA và IBO. Anh cũng đã giành chiến thắng trước Joseph Parker để mang về bộ sưu tập của mình chiếc đai vô địch WBO. 3. Mike Tyson. Thông tin gần đây cho rằng Mike Tyson đang trên đường trở lại sàn đấu đã gợi lại những ký ức huy hoàng trong sự nghiệp của tay đấm huyền thoại hạng nặng. Tyson đã giành được danh hiệu WBA, WBC và IBF, đồng thời thành công trong việc bảo vệ chúng trong 9 năm. Mike Tyson để thua trước Buster Douglas vào năm 1991, trước khi ngồi tù 3 năm vì tội cưỡng hiếp. Ông nhanh chóng giành lại chiếc đai WBC và WBA khi trở lại vào năm 1996, trước khi để mất danh hiệu WBA vào tay Evander Holyfield. Sau khi để thua trước Leonard Lewis trong một trận đấu tranh đai vào năm 2002, Mike Thép đã tuyên bố giải nghệ. 2. Vitaly Klitschko. Các chỉ số của Klitschko cho thấy anh xứng đáng là người được ở vị trí cao nhất trong danh sách này. Vitaly Klitschko được biết đến là một người có cú đấm mạnh mẽ và khả năng giữ đòn, giữ thăng bằng cực tốt. Với tỷ lệ knockout 87,23%, ông là nhà vô địch có tỷ lệ số trận thắng knockout cao thứ hai trong lịch sử quyền Anh hạng nặng thế giới, chỉ đứng sau con số 87,76% của Rocky Marciano, và hiện đang đứng thứ 9 về thời gian nắm giữ chiếc đai vô địch hạng nặng mọi thời đại. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Vitaly Klitschko từng giành được các chiếc đai vô địch WBO, WBA và WBC. Cùng với người anh em Vladimir Klitschko, Vitaly đã giành được tổng cộng 40 danh hiệu vô địch hạng nặng. Anh giải nghệ vào năm 2013 khi đang là nhà vô địch hạng nặng WBC. Vị trí số 1, Deontay Wilder. Wilder nổi tiếng là tay đấm có cú đấm phải đầy uy lực, với độ rộng cánh tay gần 211cm. Bất ngờ đang chuyển tư thế, tay đấm 34 tuổi vẫn có thể tung ra một cú móc phải uy lực. Wilder giữ đai WBC trong 5 năm cho đến khi thất bại trước Tyson Fury. Đây là trận thua đầu tiên của anh sau 43 trận đấu. Sau trận đấu, võ sĩ người Mỹ tỏ ra không khuất phục và đã kích hoạt điều khoản đánh trận thứ 3 về đối thủ người Anh. Với 42 trận thắng, trong đó có 40 trận thắng bằng knockout, Deontay Wilder được xem như là phiên bản hiện đại của Mike Tyson. Tính đến tháng 2 năm 2020, Wilder được xếp là võ sĩ hạng nặng vẫn còn đang thi đấu xuất sắc thứ 3 trên thế giới bởi Hội đồng Quyền Anh xuyên quốc gia, thứ 4 bởi tạp chí The Ring và thứ 5 bởi Boxrec. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.